Một sự thể hiện nhiệt huyết tâm thành của tất cả các Phật tử. Các Phật tử hãy vỗ tay chào đón để quốc minh đồng đồng vàng và đồng đỏ và đồng trắng các thể hiện sự nhiệt huyết thành tâm của các Phật tử dâng lên mười phương chư Phật chứng minh. Thank you.